chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì tôi rất vui khi bật mí cùng quý vị và người bạn đồng hành của tôi một địa chỉ vô cùng thú vị tại Phú Lương, Thái Nguyên. Xin mời quý vị. Ok. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, sản phẩm nông nghiệp đa dạng và giàu bản sắc văn hóa dân tộc, huyện Phú Lương là địa phương có nhiều ưu thế để phát triển du lịch nông nghiệp. Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn huyện đã tận dụng tối đa ưu thế này để khai thác phát triển du lịch như Tức Chanh, Vô Chanh, Yên Lạc, trong đó có xã Động Đạt. Bên cạnh các mô hình điểm do chính quyền địa phương hỗ trợ phát triển, trên địa bàn xã Động Đạt cũng có một số hộ, hợp tác xã mạnh dạn chủ động đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất để phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đơn cử như hợp tác xã du lịch cộng đồng và dịch vụ tổng hợp Phú Dung với mô hình tham quan kết hợp nghỉ dưỡng ngự hoa viên thu hút khá đông du khách. Giới thiệu với quý vị và các bạn, ngự hoa viên này cách khu du lịch Đền Đường khoảng 1 km nên đây có thể coi như là một điểm đến tiếp nối với lại tham quan du lịch tâm linh và du lịch sinh thái khi mà quý khách đến với ngự hoa viên. Ở ngự hoa viên thì có các loài hoa trồng xen kẽ nhau như là hoa mặt trời, you can see, sunflower. Đảm bảo khi mà du khách đến với vườn hoa ngự hoa viên thì luôn luôn được check in với những khung cảnh mới nhất và đẹp nhất. Ngoài ra thì vườn hoa cơ sở cũng xây dựng các tiểu cảnh, các cái mô hình check in độc đáo. Ví dụ như là con đường trái tim mà chúng ta vừa đi qua, hoặc là trái tim đôi, hoặc là cái mê cung xanh. Ngự hoa viên thì được xây dựng vào năm 2019. Tuy nhiên thì do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hơn một năm trở lại đây mới đi vào hoạt động cách xuyên suốt và liên tục. Với tổng diện tích hiện tại đang khai thác là 6,45 ha. Feels good being here. I like all the flowers. Yeah. Do you like sunflower? Yeah. Here is so many times. In my country sunflower. We don't have. Don't have? No. Sunflower? No, because we don't. We do not have. Here, sunflower is too. They're very beautiful. Here, you can see. Oh yeah, the new ones. Yeah. Sở hữu không gian thanh bình của cỏ cây, hoa lá với phong cảnh nên thơ, hữu tình. Ngự hoa viên thuộc xóm Ao Sen, xã Động Đạt, huyện Phú Lương là một trong những điểm đến check-in hấp dẫn du khách dịp gần đây trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tuy mới quay trở lại hoạt động sau dịch Covid-19, nhưng chỉ tính riêng trong dịp Tết vừa qua, mô hình này đã thu hút trên 1.000 lượt khách đến tham quan, chụp ảnh. Tôi đã đến đây rất là nhiều lần. Tôi rất là vui bởi vì cảm nhận ở đây là khi không khí rất là trong lành này, tức là rất nhiều hoa và nhiều cảnh đẹp và nhiều những cái khung cảnh mê cung xanh rồi những các địa điểm hoa rất là phong phú. Nên là tôi không những muốn đến đây và bảo cho con cháu mình ở các quê hương mọi miền đất nước hãy đến đây để chung vui và được trải nghiệm ở ngự hoa viên. Ở đây nhiều cảnh đẹp, các dịch vụ như là nướng đồ ăn, cắm trại hay là tắm suối, em còn thấy rất vui ạ. Chúng em được một người bạn giới thiệu anh đây và mặc dù ở đây rất xa nhưng mà bọn em vẫn từ Hưng Yên đi tầm 2 tiếng rưỡi để qua đây và em thấy ở đây là một nơi rất đẹp. Chúng em được trải nghiệm rất nhiều dịch vụ, tiếp xúc nhiều với môi trường hơn, được nhìn ngắm nhiều các khung cảnh thiên nhiên đẹp hơn và mà ở địa phương chúng em thì khó mà có thể thấy được. Đối với những du khách ở xa, cơ sở cũng có dịch vụ lưu trú với 8 phòng nghỉ, phục vụ tối đa khoảng 20 du khách. Hiện đang tham gia giảng dạy tiếng Anh tại Thái Nguyên, chàng trai người Ireland này rất thích dành thời gian rảnh của mình để khám phá vẻ đẹp du lịch nơi đây. Tìm hiểu về văn hóa du lịch và cả ẩm thực địa phương cũng là cách để anh thêm yêu mến mảnh đất Thái Nguyên nhỏ bé nhưng bình yên này.
mời hai bạn sử dụng trà hoa hồng, đơn vị mình tự làm và sấy. Ở đây em thấy có ngoài nguyên liệu cánh hoa hồng ra thì còn các nguyên liệu khác nữa. Thì anh có thể giới thiệu cho em thêm về các nguyên liệu của làm trà hoa hồng không ạ? Ngoài nguyên liệu, ngoài cánh hoa hồng ra thì còn có 16 vị như là táo đỏ, kỳ tử, cỏ ngọt, rồi thì trà hoa cúc. Những thành phần đó giúp thêm dưỡng sinh và bổ máu cho người sử dụng. Can you tell me how to make rose tea? Anh có thể nói với bạn ấy cách thức làm trà hoa hồng được không ạ? Để cho ra được những nguyên liệu sạch và tốt ấy, thì mình phải dùng phân bón hữu cơ để chăm sóc cho cây, để ra những cái sản phẩm tốt và sạch, đảm bảo chất lượng. Sau đó để mình sẽ thu hoạch trà, hái từng cánh ra, đưa lên sấy lạnh. Sấy lạnh khoảng 8 đến 10 tiếng, cánh trà nó sẽ khô như thế này. Một hộp trà ở khu du lịch khoảng 150g là có giá khoảng 120.000. Hiện nay được rất nhiều người vào đây tham quan và dùng và thích. Your country have a rose tea? No. We only have black tea and black tea? Herbal tea. No rose tea. Oh yeah. In Vietnam, rose tea is herb tea. Oh, herbal tea? Yeah. Awesome. Okay. Yeah, is that so good for health? Yeah, a lot of vitamins. Em thấy khi uống mà có vị ngọt đấy thì vị ngọt ở đây là từ những thành phần gì trong này có hả anh? Vị ngọt ở đây thì có những thành phần táo đỏ và những thành phần của cỏ ngọt. Trà hoa hồng này mình sẽ bảo quản như thế nào anh ạ? Sau khi đóng trộn xong mình sẽ bảo quản trà hoa vào hồng vào một cái lọ kín. Thời gian sử dụng tốt nhất là khoảng 2 đến 3 tháng để đảm bảo những chất dinh dưỡng. Và đây cũng là cái nguyên liệu sạch, thế là không được bảo quản được lâu. Dean, yeah. How do you feel about it? It feels very nice. I like embracing Vietnam culture. It was nice to taste the rose tea. It was nice to see all the flowers, and I was very excited coming here. Yeah. I really like it. Yeah, thank you. I'm glad to meet you, and I hope to see you again. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến đi ngày hôm nay. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn.